Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Vì sức khỏe người Việt. Thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay sẽ là một chủ đề mà rất nhiều các chị em phụ nữ, đặc biệt là các chị em ngoài 30 tuổi quan tâm. Như chúng ta đã biết thì nội tiết tố nữ đóng một vai trò vô cùng quan trọng và được coi là chìa khóa vàng đối với sức khỏe, tâm sinh lý và sắc đẹp của người phụ nữ. Thế nhưng không phải ai cũng biết làm thế nào để bổ sung nội tiết tố nữ một cách an toàn và hiệu quả và ngày hôm nay xin được mời quý vị hãy cùng bàn luận về chủ đề này cùng với hai vị khách mời đặc biệt của chúng tôi tôi là diễn viên Hà Hương tôi rất vui được đồng hành cùng chương trình vì sức khỏe người Việt à, tôi là bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân nguyên chủ nhiệm khoa A9 Viện Y học cổ truyền quân đội à, hôm nay tôi rất vui được tham gia vào chương trình vì sức khỏe người Việt Cô ấy năm nay đã 40 tuổi nhưng vẫn luôn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ. Một trong những bí quyết của cô ấy là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tố Ngọc Hoàn Plus. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tố Ngọc Hoàn Plus với các thành phần chính như sâm tố nữ, mầm đậu nành, đương quy, bạch thược được bào chế bằng phương pháp chiết xuất dược liệu sạch, đảm bảo giữ nguyên thủy tính dược liệu quý từ thiên nhiên, có công dụng hỗ trợ tăng cường nội tiết tố nữ, cải thiện tình trạng suy giảm nội tiết tố nữ, giúp săn chắc vòng một ở nữ giới sản phẩm không dùng cho người đang xuất huyết, phụ nữ rong kinh, người đang tăng huyết áp tham khảo ý kiến bác sĩ, không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. À, đối với sản phẩm à, Tố Ngọc Hoàn Plus thì tôi cũng có biết cái sản phẩm này. Và dựa vào cái bản công bố về thành phần của sản phẩm ấy, thì trong các cái thành phần đó thì hoàn toàn hay là một trăm là các cái thảo dược quý hiếm ví dụ như là à, sâm tố nữ này mầm đậu nành này rồi đương quy này bạch thược này à, nghệ đắng này cam thảo và vitamin E. Những thành phần này ấy thì đã được sản xuất bởi công nghệ hiện đại đạt chuẩn GMP Hu của Đông Dược và đã được Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm của Bộ Y tế cho phép và lưu hành và sử dụng. Thành phần thứ nhất đấy là sâm tố nữ. sâm tố nữ thì có thể nói rằng là sâm thì đã tốt rồi là tố nữ thì là rất là tốt đối với chị em phụ nữ của chúng ta thì có rất là nhiều các cái hoạt chất mà hoạt động theo cơ chế à, giống như là à, estrogen là cái nội tiết tố à, của nữ và trong thành phần thì có à, phytoestrogen này, deoxymiroestrone này và những các cái hoạt chất đó thì có cái công dụng có cái khả năng mà à, hoạt động giống như estrogen nhưng mà mạnh hơn rất nhiều so với một số các cái thành phần của mầm đậu nành bên cạnh đó thì sâm uh, tô nữ còn có những các cái hoạt chất hay cái có công dụng là điều hòa các cái nội tiết tố của tuyến yên ví dụ như FSH này, LH này uh, điều hòa và để rồi uh, kích kích thích cái buồng trứng sản xuất ra cái nội tiết tố estrogen. À, đồng thời ấy, khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm thì giúp cho chị em của chúng ta là hấp thu cái collagen tốt và chính cái, cái, cái hấp thu collagen tốt như thế sẽ chống cái quá trình lão hóa của da của chúng ta tốt hơn. À, thành phần thứ hai được kể đến đấy là mầm đậu nành. À, có cái uh, thành phần đấy là isobutyl và nó cũng có cơ chế hoạt động giống như là estrogen và được bổ sung từ bên ngoài vào và qua đó thì sẽ có cái công dụng rất là tốt đối với việc là cải thiện uh, cái chức năng sinh lý của chị em phụ nữ của mình cũng như là chống cái lão hóa làn da tức là chống cái nhăn nheo chảy xệ để sạm nám và cung cấp cho cơ thể chúng ta một cái lượng uh, dinh dưỡng nhất định. À, thành phần thứ ba được kể đến đấy là đương quy đương quy thì theo y học cổ truyền á thì có cái tác dụng là vừa bổ huyết này vừa bổ và vừa hoạt huyết, đấy tức là cả bổ huyết lẫn hoạt huyết. Và trong cái quan điểm của y học cổ truyền tức là phụ nữ ấy, thì cái chân huyết bao giờ cũng hư vì là có cái chức năng sinh lý và à, kinh nguyệt này chữa đẻ nạo chảy vì vậy cho nên huyết hư cho bổ huyết được thì cái chân huyết nó sẽ lên và hoạt huyết được thì nó sẽ không đau nữa vì thông thì bất thống tức là thông đi thì sẽ không có đau nữa và và cải thiện được các cái triệu chứng như đau đầu này, rồi đau bụng kinh chẳng hạn. À, thành phần tiếp theo mà được kể đến đấy là à, bạch thược và cam thảo theo quan điểm của y học cổ truyền thì hai cái vị này gọi là thư loan hoãn cấp tức là làm cho nó giãn các cái cơ ra và tránh cái tình trạng co thắt chết. bên cạnh đấy là à, cái vị uất kim còn được khoa học ngày nay à, chiết xuất đó là cái thành phần cúc để mà à, có cái vai trò ức chế cái sự tân tạo các cái mạch và qua đó thì sẽ hạn chế cái sự phát triển của các cái khối u ví dụ như là u sơ vú này u sơ tử cung hoặc là u nang bùng trứng chẳng hạn à, cái thành phần cuối cùng có thể nói đấy là vitamin e thì có cái vai trò chống lão hóa uh, cho cơ thể rất là tốt để mà uh, làm chậm cái quá trình già hóa của chúng ta đi đặc biệt là chống lão hóa về da để giúp cho chúng ta đẹp da này chống cái hiện tượng gọi là sạm nám rồi thì uh, nhăn nheo chảy xệ thì rất là tốt uh, Đứng về tổng thể để nhìn thấy cái uh, công dụng của sản phẩm uh, tố hoặc hoàn plus này thì tôi thấy rằng là uh, thứ nhất ý, là có cái công dụng là bổ sung và điều hòa cái nội tiết tố nữ cái thứ hai là chống quá trình lão hóa để mà trẻ hóa chị em chúng ta cái thứ ba là cải thiện hay làm săn chắc cái vòng một để giúp cho chị em chúng ta tự tin trong cuộc sống hơn và tiếp theo là cải thiện các cái triệu chứng về bốc hỏa của chị em phụ nữ cùng với một cái khả năng nữa đấy là duy trì và giúp cho cái việc là cái khả năng đáp ứng cái tình dục của chị em của chúng ta tốt. Là một bác sĩ trong ngành chăm sóc sức khỏe, thì tôi nghĩ rằng nếu như chị em nào mà có cái nhu cầu để mà cải thiện về vấn đề bổ sung về cái nội tiết tố thì chúng ta nên xem xét cũng như là lựa chọn sản phẩm này bởi vì sản phẩm này là một cái sản phẩm rất là tốt cho cơ thể của chị em phụ nữ của chúng ta bên cạnh đó còn chúng ta cũng cần phải kết hợp với vấn đề là dinh dưỡng hợp lý cũng như sinh hoạt điều độ và vận động một cách phù hợp với sức khỏe của bản thân mình và đó thì vẫn ấy những các cái phương pháp sẽ giúp cho chị em chúng ta trẻ và đẹp lâu sau những cái chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ thì à, tú anh cũng cảm thấy an tâm phần nào và rất vui khi mà trên thị trường hiện nay có một sản phẩm như tống ngọc hoàn plus để giúp cho, cho các chị em bổ sung và tăng cường à, nội tiết tổ nữ và chắc chắn là tú anh và chị hà hương cũng sẽ tìm hiểu thêm Đúng và rồi. sử dụng sản phẩm à, thực ra thì là sau khi nghe bác sĩ khánh nguyên chia sẻ ấy, thì hà hương thấy rằng là dường như mình đã uh, được đả thông tư tưởng về những cái sản phẩm của mình uh, đang dùng hoặc là mình sẽ sắp tới mình sẽ lựa chọn nó cũng như là một cái kim chỉ nam chỉ đường cho chị em phụ nữ và chắc chắn rồi khi mà người phụ nữ muốn khỏe từ bên trong và đẹp từ bên ngoài thì chúng ta phải biết cách uh, bổ sung những uh, cái thực phẩm chức năng ngoài những cái uh, quá trình mà chúng ta sinh hoạt điều độ uh, đồ ăn thức uống làm sao đấy cho nó phù hợp với cả cơ thể thì chúng ta chắc chắn là không thể thiếu những cái thành phần như là thực phẩm chức năng và uh, rất là cảm ơn bác sĩ khi mà đưa ra một cái sản phẩm như là tố ngọc hoàn plus uh, để chia sẻ với chị em phụ nữ và chắc chắn là uh, đây cũng sẽ là một cái sự lựa chọn của uh, tú anh cũng như là hà hương À, để làm sao đó chúng ta cải thiện được cái tình hình uh, sức khỏe này rồi là làm cho chúng ta đẹp hơn trong mắt mọi người mỗi ngày và khỏe hơn nữa. Rất là cảm ơn bác sĩ. Cái thành phần của sâm tố nữ thì chúng ta biết rằng là có cái thành phần là phytoestrogen này. để oximiroestrone và chính cái các cái hoạt chất này nó có cái công dụng à, giống như là cái à, nội tiết tố estrogen nhưng mà nó còn mạnh hơn rất nhiều các cái một số các cái thành phần của sâm à, độ của à, mầm đậu nành. À, vâng có thể thấy đây là những cái chia sẻ vô cùng bổ ích và cần thiết với tất cả các chị em phụ nữ và một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Khánh Vân và diễn viên Hà Hương đã dành thời gian tới với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. À, thưa quý vị có thể thấy rằng estrogen chính là nguồn nhựa sống đối với các chị em phụ nữ và hy vọng rằng sau chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả đã có thêm những thông tin và trang bị cho mình những kiến thức thật cần thiết để duy trì nguồn nhựa sống ấy chương trình của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây xin chào và hẹn gặp lại